Mỗi lần mình nhìn thấy cái tai nghe này thì mình lại đều cảm thấy nó giống một cái hạt hướng dương. Các bạn nghĩ mà xem này, nó rất giống một cái hạt hướng dương. Mở ra xong bên trong nó có nhân như thế này. Và đây sẽ là một video đánh giá về chiếc tai nghe True Wireless của Weezer, có tên là V6. Weezer là một hãng tai nghe mà thông thường những cái cách thiết kế của họ đều rất là độc đáo, và B6 không phải là một sản phẩm ngoại lệ. Bên trong hộp thì phụ kiện của nó cũng không có gì quá đặc biệt cả. Nhìn từ bên ngoài vào thì các bạn có công nhận với mình là nó rất giống một cái ổ khóa không? Đó, nhìn mới bắt đầu thì rất giống một cái ổ khóa trông như thế này, nhưng đến khi cầm trên tay thì chúng ta sẽ lại có một cái cảm giác hoàn toàn khác. Lúc đầu thì mình cũng hơi bị tò mò, xong mình phải để ý kỹ mình mới thấy là có một cái đường nét đứt ở đây. Lúc đó mình mới biết là cái tai nghe này sẽ phải mở ra như thế này. Nam châm thì hút cực kỳ mạnh luôn, mạnh kinh khủng, các bạn nghe vào đây. Nói chung là rất là chắc, chắc khủng khiếp. Các bạn cứ tưởng tượng như này, những cái mẫu tai nghe True Wireless ấy thì cái nắp đậy của nó bình thường nó sẽ rất là êm đúng không? Thì cái này nó phải hút chắc gấp phải khoảng độ tầm 4-5 lần một cái nắp của những cái mẫu case True Wireless thông thường. Bên ngoài thì chúng ta sẽ có một vài cái thông tin, ví dụ như là đến từ China này, rồi dung lượng pin là 1000 mAh này, và các bạn sẽ có một cái đèn thông báo trạng thái pin. Thì ở đây là nó sẽ còn một chấm vạch, lúc đó nó sẽ có một vài vạch ở đây. Và chúng ta sẽ có một cái khe cắm sạc. Sạc của chúng ta là sạc Type-C. Tất nhiên rồi, bởi vì đây là một mẫu tai nghe trong mức giá khoảng độ tầm 1 triệu rưỡi, thì 1 triệu rưỡi bây giờ thì không có lý do gì mà lại không có sạc Type-C cả. Bên cạnh một cái cách thiết kế case rất là độc đáo thì cái nhân bên trong của chúng ta đã hệ nhân bên trong của hạt hướng dương trông nó cũng độc đáo không kém. Cái mẫu tai nghe này thì nhìn mình cũng không biết tả nó giống cái gì nữa, nó rất là đặc dị. Mình chưa bao giờ mình nhìn thấy một cái tai nghe mà cái housing trông nó lại như thế này. Nó rất buồn cười, nó đi ngược lại tất cả các cái xu thế. Các bạn thấy bây giờ xu thế của nó là gì? Xu thế của những chiếc tai nghe True Wireless bây giờ nó sẽ có là, một là cái kiểu trông hầm hố, xong là kiểu cái mặt housing, cái mặt faceplate nó sẽ to này, để vào bên vành tai này, nhìn nó sẽ ôm vào bên vành tai, xong là kiểu nó lộ gân, lộ lõi bên trong ra, xong là nhìn trong suốt, hoặc là nhìn kiểu kim loại, nhìn trông rất là ngầu. Con này không, con này là một kiểu ngầu ngầu béo béo, trông rất giống cái hồn lạc, trông nó rất là kỳ dị, thật sự là rất buồn cười. À, trọng lượng của cái tai nghe này thì tương đối là nhẹ và các bạn có thể đeo trên tai một cách thoải mái. Mình bất ngờ về cái độ thoải mái của cái chiếc tai nghe này. Khi mà mình mới lấy thì mình không cần phải thay tip luôn, cái tai nghe này nó vừa vặn luôn, và cái tip của nó mình dùng mình cũng thấy tương đối mềm và rất là ok, ôm tai dễ đeo. Mình đeo một thời gian khoảng độ tầm 2 tiếng mình xem một bộ phim thì mình cảm thấy nó hơi gai một chút. Nếu như các bạn nghe thì các bạn nên chuyển sang một cái tip có thể là nhỏ hơn, thì mình nghe thời gian dài khoảng độ 2 tiếng thì chúng ta sẽ cảm để nó êm ái hơn. Cái housing này thì có một điểm mình chưa ưng là cái độ liền lạc về cái vết nối ở trên thân của cái housing nó không thực sự là chìm cho lắm. Cái vết nối này hơi bị lộ và trông nhiều lúc nó không đều, cho nên là nó hơi bị rẻ tiền. Nếu như mà Weezer làm cái vết nối giữa mặt faceplate và cái housing này nó mềm hơn, nó chỉn chu hơn thì thật sự không có một cái gì để chê cả, bởi vì chúng ta rất khó chê một cái ngôn ngữ thiết kế nó dị như thế này. Các bạn sẽ có một cái đèn led thông báo trạng thái nhấp nháy kiểu trông rất mang tính chất vật lý đấy, rất giống tín hiệu ôm đúng không? Các bạn sẽ có một cái mic ở đây để các bạn có thể thu tiếng đàm thoại, rất dễ đeo, rất dễ sử dụng và rất ngộ nghĩnh. Thế cái cảm giác đeo nó như vậy thì cái chất âm thì sao? Có thể nói là chiếc tai nghe này có một chất âm là mình không bất ngờ cho lắm. Thực ra ở trong tầm triệu rưỡi thì mình đã trông đợi một chiếc tai nghe có chất âm như thế này, và quả thật thì B6 fit vừa đúng cái giải chất âm mà những con tai nghe trong tầm khoảng 1,5 triệu mình cảm thấy nó nên có. Nếu như so với kiểu Mifo O4, khoảng ngày xưa mình có làm video so sánh khoảng độ tầm 1,4 triệu thì mình nghĩ con này sẽ ăn đứt luôn, con này 1,5 triệu, nhưng nó tốt hơn. So với Sabat E12 và X12 Ultra thì mình nghĩ con này nó sẽ có thể là hơi kém hơn một chút theo quan điểm của mình. Nhưng mà bù lại con này sẽ có một cái chất âm rất là chắc chắn. Chất âm của con này theo hướng V-shape và nó tương đối là năng động. Nói như vậy thì các bạn cũng hiểu rằng nó rất phù hợp khi mà các bạn nghe những dòng nhạc sôi động hiện nay. Nó không bị cái cảm giác quá điện tử. Nếu mà xem về giải bass thì bass con này xuống tương đối sâu, nó không quá trầm.
Về lượng, về chất của nó thì nằm ở mức khá, nó không quá nhiều, nó tạo cho người ta nghe một cái cảm giác là đủ nhưng không bị nặng nề. Về phần mid thì mình thấy cái độ chi tiết của nó là vừa phải, nhưng mid thì cảm giác hơi khô một chút, nó vẫn còn gì đó thiếu cái sự mềm mại. Giải strap cũng là một cái giải mà chất tai nghe này đẩy cao lên, nhưng chính vì vậy mà khi mà các bạn nghe những cái âm thanh thánh thót thì các bạn cũng sẽ thấy nó khá là vào. Nhưng các bạn biết không, cái điểm mạnh nhất của mẫu tai nghe này nó nằm ở tính năng, không phải chất âm đâu nhá. Tính năng của nó rất nhiều và rất là đỉnh. Trước hết phải kể đến là IPX7. Mình thì lâu lâu rồi mình cũng không nhớ lại xem tầm giá này con X12 Ultra với M2 Ultra của Sabat nó X bao nhiêu. Nhưng mà thật sự con này IPX7 rất ngon. So với các sản phẩm khác nó chỉ trung bình khoảng độ IPX5. Và gần đây trong khoảng giá này thì như là chỉ có con Padmate Tempo T5 Plus, con đấy là cái con 2 triệu xong được giảm giá xuống 1 triệu, là con có tiêu chuẩn IPX cao, chứ còn không có một con nào có thể lên được IPX7 như là chiếc Wizard B6 này. Wizard B6 sở hữu công nghệ kết nối Bluetooth 5.0 cộng EDR, đem lại khả năng kết nối cực kỳ tốt. Và đặc biệt là con chip Qualcomm 3020 hỗ trợ cho tính năng Bluetooth này sẽ đảm bảo cho chúng ta một cái chất lượng đàm thoại và cũng như là kết nối cực kỳ ngon lành, không sợ rơi rớt. Và bên cạnh đó thì để có một chất âm tốt thì bên cạnh công nghệ aptX thì cái màng loa của chiếc Wizard B6 Joyless này sẽ được tích hợp cấu trúc mình có thể đọc nôm na là graphene các bạn có thể nhìn chữ graphene hi-fi cộng với aptX để đem lại trải nghiệm tốt hơn về âm thanh cho người dùng. Nhờ có cái cấu trúc như vậy mà Wizard B6 sẽ cho người dùng khả năng đồng bộ giữa hai thiết bị thu phát hoàn hảo hơn bao giờ hết. Nói một cách nôm na thì độ trễ nó sẽ khá là thấp và mình có thể show luôn cho anh em. Cái cuối cùng đó là bên cạnh cái tính năng sạc không dây. Đó, sạc không dây, các bạn có nhìn thấy cái dấu hình tia chớp đây không? Con này hỗ trợ sạc không dây như những mẫu Joyless đắt tiền tới từ các nhà sản xuất khác, kiểu như là Galaxy Buds này rồi thì AirPods các thứ, thì con này cũng có sạc không dây. Và chúng ta sẽ lại có một thời lượng pin khủng khiếp nữa cơ. Các bạn sẽ có 7 tiếng, trung bình từ 6 tới 7 tiếng. Và tất nhiên là khi mà người ta test thì mình nghĩ rằng người ta test với một cái mức âm lượng bình thường. Còn chúng ta nghe thì khoảng độ tầm 4 tiếng, có khi là 5 tiếng đã là quá là khủng khiếp rồi. Đây là một thời lượng pin cực kỳ tốt đối với một mẫu True Wireless trong tầm giá khoảng 1,5 triệu. Rất ngon, sạc không dây, lại còn pin trâu. Cuối cùng thì mình nghĩ cái mà anh em quan tâm đó chính là chất lượng đàm thoại. Đây là mic của Wizard B6. OIC Select Tone cay đặc biệt bằng công nghệ rang không dầu hiện đại, thêm một ít gia vị đã tạo nên snack tôm cay đặc biệt khoái khẩu mà mọi người đều ưa thích. Và đó là những gì các bạn có thể đạt được khi mà các bạn bỏ ra 1,5 triệu để sở hữu chiếc Wizard B6 này. Mình thì mình nghe con này chắc phải tầm 1 tháng rồi và mình cảm thấy rất là ưng. Sản phẩm này thì như thường lệ mình mượn tại cửa hàng tai nghe Việt. Các bạn có thể tham khảo tại đường link bên dưới phần mô tả. Các bạn lưu ý rằng là mùa dịch này thì hãy ở nhà. Mình thì mình không bán. Các bạn liên hệ trực tiếp với tai nghe Việt và order ship. Mình thì mình thấy rằng đây là một mẫu tai nghe rất đáng tiền, không phải chỉ vì chất âm mà còn vì cái công nghệ đi kèm nữa. Video đến đây là hết rồi. Hy vọng là đây là một video hữu ích cho anh em trong mùa dịch này, có thêm sự lựa chọn để sở hữu tai nghe, nghe ở nhà, đợi qua mùa virus. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video lần sau. Bye bye.